Thưa quý vị, nhắc tới những nghệ sĩ tên tuổi đã từng đưa nền âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới, không thể không nhắc tới giáo sư tiến sĩ nhạc học Trần Quang Hải, con trai của nhà nghiên cứu văn hóa âm nhạc cổ truyền nổi tiếng của Việt Nam, giáo sư Trần Văn Khê. Trong suốt cuộc đời hoạt động âm nhạc của mình, với tình yêu, niềm đam mê bất tận với âm nhạc dân tộc, giáo sư Trần Quang Hải đã lĩnh hội trọn vẹn tư tưởng từ người cha đáng kính để tiếp nối con đường nghiên cứu và quảng bá âm nhạc dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Vào ngày 29 tháng 12, giáo sư tiến sĩ nhạc học Trần Quang Hải đã qua đời tại Pháp. Trong phóng sự sau đây, xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại những đóng góp to lớn của ông trong sứ mệnh làm cầu nối để âm nhạc dân tộc Việt Nam có tên trên bản đồ âm nhạc thế giới. Tôi sang Pháp học nhạc nhưng mà muốn trở thành nhà công chơi đàn, ghi công và nhạc cụ Tây Phương. Khi đó, ba tôi đã đưa tôi đến gặp một giáo sư violon nổi tiếng trên thế giới. Nghe tôi đàn xong, giáo sư đáng kính nói: "Khả năng của cháu được đào tạo tốt có thể trở thành một giáo sư violon giỏi. Những người như thế có hàng chục ngàn ở Pháp. Nước Pháp không cần thêm một nghệ sĩ violon, mà cần một nghệ sĩ, một chuyên gia về âm nhạc cổ truyền dân tộc Việt." Sau câu nói đó, tôi ngẫm nghĩ lại và tôi trở về xin ba tôi dạy nhạc dân tộc. Tôi vẫn nhớ ngày mình nói ý nguyện với ba, ông đã ôm tôi thật chặt, hai cho con rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc và chia sẻ. Cùng đi chung một con đường với cha mình, nhưng cố giáo sư Trần Quang Hải chưa một lần dẫm lại dấu chân của cha. Ông luôn nghiên cứu đến tận cùng để đột phá trong kỹ thuật và trình diễn. Ông là người đã nghiên cứu và đưa đàn môi của người dân tộc Mông ở Việt Nam, một loại nhạc cụ ít được biết đến, để nói chuyện tại Diễn đàn Âm nhạc Thế giới. Là người đầu tiên trên thế giới biểu diễn đàn môi cùng nhạc điện tử và thu âm được thành công. Ông cũng là một trong 10 thành viên sáng lập Hội đàn môi quốc tế. Cùng với đàn môi, cố giáo sư Trần Quang Hải cũng là người đầu tiên trên thế giới đưa nghệ thuật gõ muỗng, vốn chỉ dùng thay cho những nhạc cụ gõ, trở thành một nhạc cụ độc tấu trên sân khấu Đại nhạc hội dân nhạc tại Anh và đã được xưng danh hiệu vua muỗng, được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục người thể hiện tiết tấu âm thanh đa dạng nhất từ nghệ thuật gõ muỗng. Chưa dừng lại ở đó, cố giáo sư còn dành hơn 30 năm tìm hiểu và trở thành chuyên gia lớn nhất về lối hát đồng song thanh. Cũng nhờ đó mà vào năm 1969, kỹ thuật hát đồng song thanh đã đưa tên tuổi giáo sư Quang Hải vào lịch sử âm nhạc thế giới, được nhiều hãng báo chí, truyền hình các nước vinh danh về những sáng tạo mới này. Và với hơn 3.000 buổi giới thiệu, diễn thuyết về âm nhạc dân tộc Việt Nam tại 70 nước trên thế giới, tham gia giảng dạy trong các trường đại học về âm nhạc truyền thống dân tộc, ông đã được chính phủ Pháp trao tặng danh hiệu Bắc Đầu Bội Tinh vì những đóng góp của mình cho dân nhạc. Khi nào chúng tôi đi trình diễn ở khắp các nơi đó, là đều có rất đông những người Pháp tới. Tại vì chúng tôi nói rằng cái tiếng của họ luôn luôn là phải giải thích trước cái đời như thế nào, cái bài như thế nào. Nhưng mà khi mà hát lên đó, là hát tiếng Việt, nó nói gì cái sự phong phú của ngôn ngữ Việt Nam. Đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại đó, thì cái vấn đề bảo tồn rất là khó. Phải kiên nhẫn, không được ngày hôm nay thì ngày mai mình tiếp tục nữa. Mình nói hoài tới một ngày nào đó, họ có ý thức quay về nguồn. Đầy đam mê, kiên nhẫn và chưa bao giờ biết mệt mỏi cũng chính là điều cố giáo sư Trần Quang Hải đã làm trong suốt cuộc đời để thực hiện sứ mệnh làm cầu nối đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới. Và cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, giáo sư Trần Quang Hải vẫn không ngừng ấp ủ những tâm nguyện tiếp tục phát triển và quảng bá nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tình không đổi dời từ nay. Từ nay yêu nhau suốt.